Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trường cao đẳng Linacre hủy bỏ kế hoạch đổi tên Ngày 24 tháng 9, trang báo Chowell của Đại học Oxford Anh cho biết Trường Lineker College đã hủy bỏ đề xuất đổi tên Bài viết được Cù Tuấn biên dịch và đăng trên báo Tiếng Dân Thời báo chấm giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau Đề xuất đổi tên Lineker College thành Thảo College đã bị hủy bỏ sau khi việc quyên góp mang tính thay đổi cho trường không thành hiện thực do những hạn chế ở Việt Nam. Hai năm trước, trường thông báo sẽ nhận được một khoản tài trợ trị giá 155 triệu bản Anh từ tập đoàn Sovico và dự định đổi tên thành Thảo College, theo tên của nữ chủ tịch tập đoàn và tỷ phú Việt Nam Nguyễn Thị Phương Thảo. Tuy nhiên, theo The Telegraph, các cựu sinh viên được thông báo rằng trường không còn mong đợi nhận được số tiền trên do những hạn chế về tài trợ ra nước ngoài mà chính phủ Việt Nam quy định. Hình ảnh bài góp trên trang Chowell. Khoản quyên góp này trước đó đã bị chỉ trích vì việc chuyển tiền ra khỏi Việt Nam, quốc gia nghèo hơn Vương quốc Anh, cũng như bị chính phủ Anh điều tra vì cáo buộc bà Thảo có liên hệ với chính phủ Việt Nam. Năm 2022, bà Thảo cũng vướng vào vụ kiện tụng lên tòa án cấp cao liên quan đến số tiền tương đương món quà tặng để mua tên. Những lo ngại khác mà các cựu sinh viên nêu ra với Joel bao gồm sự khó chịu về điều mà một số người coi là nỗ lực của một tỷ phú nước ngoài nhằm gắn tên của họ với uy tín của một trường thuộc Đại học Oxford, trong khi tên hiện tại của trường bắt nguồn từ Thomas Linacre, một bác sĩ và học giả nhân văn người Anh. Vào thời điểm đó, Maria Carter dowda giảng viên Đại học Oriel, đã viết trong một lá thư gửi đến Daily Mail. Có rất nhiều điều trong cái tên của trường này. Nó mang một lịch sử sâu sắc và không nên thay đổi chỉ vì một món tiền lớn. Lòng biết ơn đối với số tiền của bà Thảo có thể được thể hiện theo những cách mà không xóa bỏ mục đích hỗ trợ trường của khoản quyên góp. Mặc dù không có gì lạ khi các trường cao đẳng Oxford được đặt tên theo các nhà hảo tâm, như trường hợp của các trường cao đẳng Lincoln, Wadham, và Baleon, nhưng người ta vẫn lo ngại về thông điệp mà điều này gửi đến các nhà tài trợ tiềm năng hoặc trong tương lai. Hình ảnh bài dịch trên báo tiếng Dân. Tương tự, sau khi tin đổi tên được công bố lần đầu, nhóm khí hậu chiến dịch công lý khí hậu Oxford OUJC đã chỉ trích quyết định chấp nhận khoản tài trợ của trường và tuyên bố rằng Sovico đã làm việc cùng với các công ty nhiên liệu hóa thạch, bao gồm công ty dầu mỏ Chabenev của Nga. Lưu ý họ lo ngại rằng nó có thể mâu thuẫn với các chính sách khác của Oxford về việc hạn chế nhiên liệu hóa thạch. OUJC nói với Joel, vì không có công ty nào liên quan đến khai thác nhiên liệu hóa thạch hoặc hàng không có thể đáp ứng các tiêu chuẩn này. Chúng tôi thật sự nghi ngờ liệu lời hứa của chính nhóm Sovico có trở thành công ty không phát thải hay không. Lineker là một trong những trường cao đẳng trẻ nhất của Oxford được thành lập vào năm 1962 với tư cách là một hội sau đại học dành cho cả nam và nữ. Nó trở thành một trường cao đẳng độc lập vào năm 1986 thông qua Royal Charter. Khoản quyên góp này sẽ được sử dụng để tài trợ cho học bổng và xây dựng một trung tâm sau đại học mới. Một phần đáng kể của khoản quyên góp dự định sẽ được chuyển tới quỹ tài trợ chung của trường với tổng trị giá là 17,7 triệu bản Anh vào năm 2018 để hỗ trợ hoạt động hàng ngày của trường. Nguyễn Thị Phương Thảo hiện có tài sản rộng ước tính khoảng 2,1 tỷ USD, giảm so với mức 3,1 tỷ USD vào năm 2022. Ngoài chức vụ chủ tịch tập đoàn Sovico, bà còn đầu tư vào HD Bank và có 3 khu nghỉ dưỡng ven biển. Bà hiện đứng ở vị trí 1.368 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin trường cao đẳng Lineker hủy bỏ kế hoạch đổi tên phi công nước ngoài của Bamboo Airways nghỉ việc trong lúc hãng gặp khó khăn ngày 26 tháng 9, AFP tiếng Việt loan tin Bamboo Airways gặp khó khăn về tài chính chậm trả lương 30 phi công nước ngoài nghỉ việc bản tin trên AFA cho biết khoảng 30 phi công nước ngoài đã nghỉ việc tại hãng hàng không Bamboo Airways trong vòng 2 tháng qua, vào thời điểm hãng máy bay tư nhân này đang có những khó khăn về tài chính và chậm trả lương cho nhân viên. Một hãng tin quốc tế dẫn hai nguồn tin giấu tên cho biết rõ về việc này. Theo hãng tin, số lượng phi công nước ngoài nghỉ việc từ Bamboo Airways chiếm khoảng 10% lượng phi công của hãng trong tháng 6. Một số phi công tự xin nghỉ việc, một số khác bị cho nghỉ việc. Hình ảnh bản tin trên AFA afa cho hay hãng bamboo airways trong một trả lời với hãng tin quốc tế cho biết hãng đang trong giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ liên quan đến hệ thống tuyến bay đội máy bay và nhân lực bamboo airways đã giảm một số lượng phi công gần đây để phục vụ cho mục đích này bamboo airways viết tuy nhiên hãng này bác bỏ thông tin rằng việc chậm trả lương đã khiến phi công phải nghỉ việc hãng cũng không cho biết có bao nhiêu phi công đã nghỉ việc Hãng tin quốc tế tiếp cận được những tin nhắn trong diễn đàn nội bộ của Bamboo và một tin nhắn vào ngày 21 tháng 8 từ đại diện công ty cho biết các phi công nước ngoài sẽ nhận được 35% lương tháng của họ vào ngày đó. Đấy là khoản lương mà các phi công đáng ra đã phải nhận được từ trước. Hãng tin này cũng được xem một tin nhắn tương tự vào một tháng trước. Theo AFA, các phi công sau đó đã nhận đủ lương cho tháng đó nhưng họ vẫn chưa nhận được lương tháng 8, đáng lẽ phải được nhận từ ngày 15 tháng 9. Theo thông tin từ nguồn tin giấu tên của hãng tin quốc tế vào ngày 25 tháng 9, phải cho biết thêm hãng Bamboo Airways được thành lập từ năm 2021 và có kế hoạch niêm yết ở thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, hãng này đã phải trải qua những thay đổi nhanh chóng ở hàng ngũ lãnh đạo sau khi chủ tịch hãng là ông Trịnh Văn Quyết, bị khởi tố và bắt giam vào tháng 3 năm 2022 với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán. Bamboo hiện phục vụ cả đường bay quốc tế và quốc nội, chiếm khoảng 17% thị phần ở Việt Nam theo thông tin từ hãng này. Vào năm ngoái, Bamboo Airways báo lỗ hơn 17.000 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 7 năm 2023, trên mạng xã hội đã rộ lên tin đồn Bamboo Airways nộp hồ sơ xin phá sản hình ảnh một chiếc máy bay của Bamboo Airways chuẩn bị cất cánh. Cụ thể vào chiều ngày 14 tháng 7 trên mạng xã hội lan truyền bản chụp trang cuối báo cáo có đóng dấu của phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần hàng không Tre Việt, tức Bamboo Airways. Báo cáo này có nội dung đáng chú ý là với thực tế hiện nay, nhóm nhà đầu tư mới không có nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ tái cơ cấu Bamboo Airways vì vậy hãng đang dự kiến thực hiện việc nộp hồ sơ xin phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật bamboo airways xin trân trọng cảm ơn và kính mong nhận được sự hỗ trợ chỉ đạo của thủ tướng chính phủ hình ảnh này đã nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội và được chia sẻ khắp các rước chứng khoán tuy nhiên sau đó ông phan đình tuệ một thành viên của hội đồng quản trị bamboo airways đã trả lời báo giới khẳng định là Bamboo Airways không có chủ trương phá sản. Ông thừa nhận văn bản nêu trên là thật, nhưng cách diễn đạt đã gây hiểu lầm. Ông Tuệ cho biết, đúng là Bamboo Airways có khó khăn thật, nhưng công ty vẫn đang cố gắng tái cấu trúc. Bamboo Airways cũng đã xin gia hạn các khoản thanh toán đến hạn với các chủ tàu và họ cũng đồng ý. Trước đó, vào cuối tháng 6 năm 2023, tập đoàn Him Lam và đối tác từ Nhật Bản đã chính thức tiếp quản Bamboo Airways. Ban lãnh đạo mới cam kết sẽ hòa vốn và có lãi từ năm 2024 và hãng hàng không này dự định IPO vào cuối năm 2026. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo. D với bản tin, phi công nước ngoài của Bamboo Airways nghỉ việc trong lúc hãng gặp khó khăn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời Báo Chấm Đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời Báo Chấm Đê